bạn nhiều nhất hồi cấp 3. À, cấp 3 thì mình có nhiều người bạn lắm. À, nhưng mà có một người mà Mình cùng nhau đóng băng trước giây phút chúng ta chia xa. Thời học sinh đâu ra cái gì nhanh không lướt qua nhanh như giấc mơ không trở lại. Mình phải chơi quá, bạn đừng khóc mà. Bọn mình sẽ lớn, sẽ đi trên những con đường mới. Đây là người mà tôi nhớ nhất hồi cấp 3. Nhớ ai nhất á? Ôi giời ơi. Này, mày chọn cho cẩn thận vào, đừng mà chọn tao. Ôi giời ơi, mày nhảy vào mồm tao mà chọn này mày. Mày nhảy vào mồm nó đi, kiếp đi. Bọn mình đi để tán trai với nhau suốt mà không nhớ nhau. Mày nhờ. Mình nhờ. Bố mẹ mày quý tao nhất. Ôi giời ơi. Kệ bố mẹ nó đi. Không ngày xưa mày chép bài của ai? À, thế thôi, mày ơi, mấy mày nhiều tài quá, tài lanh ý con, tập trung đi này. À thế tập làm gì ạ? Hỏi đi. Là chưa mong mơ đến lúc sau này. Mẹ tao đi xem nhé, xong rồi chụp cái bài cho con, rất cảm ơn. Ê con ơi, mày thực sự không biết ngại à? Ê ôi mày ơi, con Hà là kiểu không biết ngại mày. Mày có ăn không? Cả khổ. Ê, con Hà hạt cái chú hạt luôn. Nhưng mà ăn cái này béo lắm luôn đấy. Ôi, ta áo xa. Ôi, anh đi xa. Ôi, bên này cũng khổ. Ôi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, quản nhẹ cho tay mãi. Mình cũng có một người bạn khá là đặc biệt với mình. Cùng nhau đóng băng trước giây phút chúng ta chia xa. Để mình được sống trọn vẹn khoảnh khắc thiêng liêng lúc này. Để đừng quên lãng, để đừng phai nhạt. Để lần cuối ta bên nhau sẽ kéo dài mãi mãi. Mình cùng nhau đóng băng trước giây phút. Hội F4 không? À, là bị kiểu tưởng nhớ rồi. Cái hội mà buồn sao sao. Ừ đấy. Nghe nói được rồi kia. Đi đi đi. Ui. Bao nhiêu năm rồi nhỉ? 10 năm rồi đấy. Anh em rồi anh khác. Ông này đúng không? Ông này đúng không? Đúng rồi. Chồng hôm đấy đấy còn gì nữa. Tư hẳn luôn. Thôi không phải còn khác thế này cơ mà. Anh em ơi. Nhớ nhất à? Nhớ Phong đúng không? Không nghe chắc là Lan với cả Hoa gì. Hồi đi học cứ trêu chả hiểu sao. Nhưng mà thôi, nếu mà nghiêm túc ấy, nếu mà nhớ nhất với anh em mình chắc là cô chủ nhiệm nhỉ. Ừ, cũng đúng. Còn cái lý do tại sao ấy thì là học sinh. Là rõ rồi, nhưng mà để em phạt chúng nó. Chứ năm cuối mà để ghi học bạ thế này thì chết. Mình cùng nhau đóng băng trước giây phút chúng ta chia xa. Để mình được sống trọn vẹn quê.
tự nhiên lại bỏ ký? Thì ký để lưu giữ kỷ niệm cuối. À, thôi thì ký vậy. Kết thúc là một phần của cuộc hành trình. Cảm ơn vì đã là một phần trong bức tranh thanh xuân đầy màu sắc của tớ. Tạm biệt thời niên thiếu của tôi. Chỉ